những câu nói hay, tạo động lực, giúp bạn lấy lại niềm tin trong cuộc sống. Các bạn nên xem nhé! Nếu như bạn bị rớt lại phía sau, hãy chạy nhanh hơn. Không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ đầu hàng. Hãy chống lại nghịch cảnh. Con người ta sinh ra là để được là chính mình. Vì vậy, đừng bao giờ cố che giấu hay thay đổi bản thân vì bất cứ ai. Hãy cứ tự tin và cho cả thế giới biết bạn thực sự là ai. Đó mới là vai diễn định mệnh của bạn. Dù không muốn mình lớn lên, nhưng bạn vẫn phải trưởng thành. Vì vậy, hãy mạnh mẽ mà trưởng thành. Khi mọi thứ dường như chống lại bạn, hãy nhớ rằng máy bay chỉ có thể cất cánh khi chống lại gió, không phải thuận theo nó. Không bao giờ cúi đầu, không bao giờ bỏ cuộc hay chỉ ngồi than thở. Hãy tìm một cách khác và đừng cầu nguyện khi trời mưa nếu bạn không cầu nguyện khi trời nắng. Sẽ không bao giờ có bế tắc thật sự khi trong bạn còn niềm tin. Chỉ cần có niềm tin, bạn sẽ có hy vọng, sẽ tìm thấy con đường để bước tiếp. Nếu bạn không thích điều gì đó, hãy thay đổi nó. Nếu bạn không thể thay đổi nó, hãy thay đổi cách suy nghĩ của bạn về nó. Cuộc sống luôn có nhiều việc xảy ra không như ý. Chúng ta không thể né tránh, điều duy nhất bạn có thể làm là thay đổi góc nhìn về nó. Vinh quang không phải là không bao giờ thất bại, mà là cách chúng ta đứng dậy sau mỗi lần gục ngã. Sức mạnh không được tạo ra từ những thứ bạn có thể làm, nó được tạo ra từ nỗ lực vượt qua những thứ bạn nghĩ mình không thể vượt qua. Trở ngại không thể cản bạn lại được. Nếu bạn va phải tường, đừng quay đi và bỏ cuộc. Hãy tìm cách trèo lên, phá vỡ hay bước vòng qua nó. Tất cả chúng ta đều có cuộc đời riêng để theo đuổi, giấc mơ riêng để dệt nên. Và tất cả chúng ta đều có sức mạnh để biến mơ ước trở thành hiện thực, miễn là chúng ta giữ vững niềm tin. Chạm đến trái tim với những thông điệp hay và ý nghĩa về tình yêu và cuộc đời. Các bạn hãy cùng mình xem nhé! Cô độc một mình cũng chẳng sao, chỉ cần thật lòng yêu một người, cuộc đời sẽ được cứu rỗi, dẫu rằng ta không được sánh đôi bên người ấy. Hai con người có thể ngủ cùng một giường, nhưng khi nhắm mắt, họ lại cô đơn. Tế bào cơ thể tự thay thế mỗi tháng, ngay cả chính lúc này đây, hầu hết mọi thứ anh nghĩ anh biết về em chỉ là kỷ niệm. Cậu có thể giấu đi ký ức, nhưng chẳng thể xóa nỗi lịch sử đã tạo ra nó đâu. Cái gì mua được bằng tiền thì phải bỏ tiền mua, đừng đắn đo hơn thiệt, hãy để dành tâm lực cho những cái mà tiền không mua được. Một trái tim sẽ chẳng thể kết nối với một trái tim khác chỉ bằng sự hòa hợp thông thường. Thay vào đó, chúng chỉ thực sự quyện chặt vào nhau qua những nỗi đau. Có đôi khi, tôi cảm thấy mình giống như người trong coi bảo tàng vậy. Một cái bảo tàng mà chẳng ai buồn ghé thăm, và tôi trong nó không vì ai cả, chỉ vì chính bản thân tôi mà thôi. Mỗi chúng ta đều mất một cái gì quý giá đối với mình, mất những khả năng, những tình cảm mà ta không bao giờ có lại, đó là một phần cuộc sống. Chúng ta có thể đầu tư rất nhiều thời gian và công sức, hòng hiểu được người khác, nhưng rốt cuộc, chúng ta tiếp cận được tới đâu cái bản chất xấu xa của con người đó. Vì sao mọi người cứ phải cô đơn thế này? Có phải trái đất sinh ra chỉ để nuôi dưỡng sự cô đơn của con người? Chúng ta là những người bạn đồng hành tuyệt vời, nhưng cuối cùng cũng chỉ là hai khối kim loại đơn độc bay theo quỹ đạo riêng của mình. Bạn sẽ sống tốt hơn, tự tin hơn, yêu đời hơn khi đọc những câu nói này. Bạn đừng bao giờ ghét những người hay đố kỵ với bạn. Hãy kính trọng những sự đố kỵ đó, vì những người ấy chính là những người nghĩ rằng bạn giỏi hơn họ. Có 6 thứ không nên. Không nên đói mới ăn, không nên khát mới uống, không nên buồn ngủ mới ngủ, không nên mệt mới nghỉ, không nên bệnh mới đi khám, không nên già rồi mới hối hận. Hạnh phúc lớn nhất, đơn giản chỉ là thời khắc hiện tại, bạn thực sự hài lòng với những gì bạn đang có. Dù vất vả, khó khăn, nhưng ta biết trân trọng và yêu thương,
thì nhất định hạnh phúc sẽ mỉm cười với ta. Đừng bao giờ giao bí mật của bạn cho một ai, bởi vì tự bạn còn không giữ được, thì còn trông chờ vào ai kia chứ. Giống như hoa dại, hãy học cách sinh tồn trong mọi hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, ngay cả khi người đời cho rằng bạn không thể. Khi bạn muốn tìm một người thay đổi cuộc đời bạn, hãy nhìn vào gương. Nếu như bạn mong đợi người đời sẽ tử tế với bạn chỉ vì bạn tử tế với họ, thì cũng giống như việc bạn trông chờ một con sư tử không ăn thịt mình chỉ vì mình không ăn thịt nó. Cuộc sống vốn dĩ không công bằng, hãy học cách thích ứng đi. Đại dương mênh mông sẽ không thể đánh chìm một con tàu nếu nước không vào bên trong nó. Cũng tương tự như thế, những khó khăn sẽ không thể quật ngã bạn nếu bạn không cho phép chúng làm thế. Cuộc đời chỉ có một, vì thế, hãy làm những gì khiến bạn hạnh phúc và ở bên người khiến bạn luôn mỉm cười. Nếu kẻ khác nói xấu bạn, phán xét bạn, mặc dù họ không biết gì về bạn, đừng buồn, hãy nhớ kỹ một điều, chó sủa khi gặp người lạ. Thành công không phải đích đến cuối cùng, thất bại cũng chẳng phải vực sâu thẳm, đó chỉ là động lực để bạn vững vàng hơn trên con đường sắp bước. Không quan trọng bạn phạm bao nhiêu sai lầm, không quan trọng bạn biết đi chậm chạp đến đâu, bạn vẫn chiến thắng những kẻ không bao giờ biết đến hai từ cố gắng. Những nghịch lý tôi đã gặp và luôn đúng. Các bạn hãy cùng mình xem nhé. Bạn càng ghét một tính cách nào đó của người khác thì càng có nghĩa là bạn đang chối bỏ tính cách ấy bên trong mình. Người nào không tin được ai thì không đáng tin. Những người thường thấy bất an sẽ dễ phá hủy mối quan hệ. Bạn càng cố gây ấn tượng với ai, họ càng ít ấn tượng với bạn. Không ai thích nhây hết. Càng thất bại nhiều, càng có khả năng thành công. Thứ gì càng đáng sợ, thứ đó càng đáng làm. Dĩ nhiên là trừ những thứ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và tính mạng. Càng sợ chết, càng khó tận hưởng cuộc sống. Tôi rất thích câu này, cuộc đời tỷ lệ với sự dũng cảm của mỗi người. Càng học nhiều, càng thấy mình biết ít. Bạn càng ít quan tâm đến người khác thì cũng càng ít quan tâm đến chính mình. Càng sợ thất bại, càng dễ thất bại. Càng cố làm điều gì, điều ấy càng khó đạt. Thứ gì càng nhiều, bạn càng ít muốn có. Cách tốt nhất để ở bên ai đó là không cần phải ở bên người ấy mãi. Càng thành thật về lỗi lầm của mình, người ta càng nghĩ bạn hoàn hảo. Càng cố níu kéo ai đó kề bên, bạn càng khó giữ. Càng cố tranh cãi, càng khó thuyết phục. Càng có nhiều lựa chọn, càng khó hài lòng. Càng nghĩ rằng mình đúng, thì càng không biết gì. Thứ duy nhất chắc chắn là không điều gì là chắc chắn. Những quy tắc xã hội mà ít ai nói cho bạn biết, các bạn hãy cùng mình xem nhé. Đừng bao giờ hối tiếc những việc đã xảy ra trong quá khứ, vì tại thời điểm ấy, đó chính xác là những gì bạn muốn và tại thời điểm hiện tại, bạn không thể làm gì để thay đổi nó. Trên đời này không có người không thể thay thế, vì vậy, chia tay rồi có thể đau khổ nhưng đừng để bản thân mãi chìm trong cái hố đó, thật sự không đáng. Người ta có thể tự chê bai, chế giễu bản thân, nhưng bạn tuyệt đối không được phụ họa. Đừng dùng bí mật để lôi kéo bạn bè, bởi bạn không có nhiều bí mật để có thể giữ chân họ vĩnh viễn. Có nhiều chuyện rõ ràng biết đáp án rồi còn hỏi, hỏi ra cũng thêm ngượng ngùng mà thôi, vậy nên dứt khoát không hỏi làm gì. Ví dụ, cậu vẫn chưa lấy chồng à, cậu còn thất nghiệp hả?
Bạn chỉ nên kể về quá trình thực hiện khi kế hoạch đã thành công, bởi chẳng ai muốn nghe thuyết giảng từ kẻ thất bại cả. Cách tốt nhất để thành công chính là làm theo những lời khuyên mà bạn dành cho người khác, bởi vì nó sáng suốt và không bị cảm xúc quấy nhiễu. Tiền bạc giải quyết 99% vấn đề, 1% còn lại là do quyền lực và địa vị xã hội quyết định. Hãy cẩn thận với những gì bạn nói, hoặc nếu cảm thấy không chắc chắn thì đừng nói. Bởi vì những lời nói đó có thể được người khác mang đi rèn thành kiếm và đâm vào lưng bạn lúc nào không hay. Đối với việc tiếp nhận quà cáp từ ai đó, nên nhớ rằng mỗi món quà đều mang theo mục đích riêng. Bạn đáp ứng được mục đích của người tặng thì mới nhận, còn không thì từ chối cũng chẳng mất mát gì. Thất bại giúp con người ta nhận ra điểm nào nên tiếp tục phát huy, điểm nào nên từ bỏ, không phải để bạn lao đầu vào sửa chữa điều mà bạn nên từ bỏ. Người ta cố gắng học hành, chăm chút ngoại hình để tìm gặp bạn đời xứng vai phải lứa. Bạn dựa vào đâu đòi họ yêu một người lười biếng, xấu xí, tính tình gàn dở? Tình yêu không phải như phim ngôn tình. Nếu bạn không cố gắng, đừng trách ông trời tại sao không cho bạn gặp kỳ tích. Ngoại trừ cha mẹ và chính bạn, đối với ai cũng nên cẩn trọng một chút. Bạn không biết thứ ở phía sau lưng họ là hoa hay gươm giáo đâu. Chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó. Cuộc đời còn đến mấy chục năm, chứ không phải ngõ cụt để bạn than trời trách đất. Người ta nói tình yêu quan trọng hơn tiền bạc. Vậy bạn có bao giờ thanh toán một bữa ăn tại nhà hàng bằng một cái ôm hay lời tỏ tình chưa? Chỉ những người thông minh mới thường tự nói 10 câu này mỗi ngày. Các bạn hãy cùng mình xem nhé. Nếu không ai muốn làm, vậy mình sẽ làm. Mọi chuyện cũng chưa phải quá tệ. Mình không thể hoàn thành mọi việc trong hôm nay, nhưng ít nhất thì mình đã bắt tay vào làm. Nói ít đi, làm nhiều hơn. Những người xa lạ nghĩ gì không liên quan đến mình. Biến tức giận trở thành động lực để làm việc. Những gì tôi làm được có thể không phải hoàn hảo nhất, nhưng nó phù hợp với tôi nhất. Lần sau, mình sẽ làm tốt hơn. Chẳng ngại ngùng gì khi nói cảm ơn người khác một cách chân thành cả. Cố gắng nhiều hơn, mình cũng sẽ trở nên tốt hơn. Những câu nói hay, ý nghĩa và thiết thực nhất, bạn nên đọc một lần nhé. Sống ở đời, phải từ bi với người già, khoan dung với người mắc lỗi, cảm thông với người khó khăn, bởi lẽ trong cuộc đời sẽ có lúc bạn ở trong hoàn cảnh đó. Trên đời này có hai thứ không thể trực tiếp nhìn vào, một là mặt trời, hai là lòng người. Đừng buồn vì ai đó bỏ rơi bạn, mà hãy sống sao cho họ buồn vì đã đánh mất bạn. Khi còn trẻ người ta bán sức khỏe để kiếm tiền, lúc về già lại dốc tiền để mua sức khỏe. Thà bị ghét vì sống thật với chính mình, chứ không giả tạo, nói xạo để người khác yêu thương. Giàu hay nghèo không quan trọng, quan trọng là đừng đối xử với nhau một cách rẻ tiền là được. Nóng giận sẽ giết chết bạn từ bên trong. Vì thế, bình tĩnh chính là bài học đắt giá nhất của cuộc đời mà bạn phải học càng sớm càng tốt. Trên đời này, người đàn ông thương bạn vô điều kiện, cho đi mà không bao giờ đòi hỏi gì ở bạn, chỉ có bố bạn mà thôi. Tuổi tác không nói lên độ trưởng thành, điểm số không nói lên năng lực và những lời đồn đại không nói lên bạn là ai. Lúc khổ chẳng ai thèm nhìn, vất lên một cái, 9.000 anh em.
muốn mua đồ mà không nhìn giá, hãy lao động mà không nhìn đồng hồ. Ngoại trừ chuyện sinh tử, còn lại mọi thứ đều có thể giải quyết được. Cố gắng có thể thành công, nhưng bỏ cuộc chắc chắn thất bại. Tốc độ thành công của bạn nhất định phải nhanh hơn tốc độ già đi của ba mẹ. Đắc nhân tâm và những bài học, trích dẫn hay, các bạn nên xem nhé. Bạn có thể có nhiều bạn hơn chỉ trong 2 tháng bằng cách quan tâm đến người khác hơn là khiến người khác quan tâm đến bạn trong 2 năm. Những thứ bạn có, bạn là ai, bạn ở đâu, hay bạn đang làm gì, không phải những điều làm nên hạnh phúc, mà là cách suy nghĩ của bạn. Bất kỳ kẻ ngốc nào cũng có thể chỉ trích, phàn nàn và lên án, và hầu hết những kẻ ngu ngốc đều như vậy. Bạn cần có tính cách và sự tự chủ để thấu hiểu và tha thứ. Đừng sợ những kẻ thù tấn công bạn, hãy cẩn thận những người nịnh hót bạn. Nói với ai đó về chính họ và họ sẽ lắng nghe bạn hàng giờ liền. Nếu bạn muốn lấy mật thì cách tốt nhất là đừng phá tổ ong. Tên là âm thanh ngọt ngào và quan trọng nhất trong bất kỳ ngôn ngữ nào. Tất cả đàn ông đều có nỗi sợ hãi, nhưng người dũng cảm dẹp bỏ nỗi sợ hãi và tiến về phía trước, đôi khi là cái chết, luôn luôn chiến thắng. Những ai có thể đặt mình vào vị trí của người khác, những ai có thể hiểu những suy tư, cảm nhận của mọi người, thì không bao giờ phải lo lắng cho tương lai. Không có sự vật, hiện tượng hay hoàn cảnh tốt hay xấu, mà chính cách nghĩ của con người khiến nó xấu hay tốt. Để xua tan một nỗi buồn, cách tốt nhất là hãy mỉm cười. Nếu chúng ta muốn có những người bạn thực sự, thì hãy nghĩ làm việc gì đó cho họ, dành cho họ thời gian, sức lực và sự quan tâm không vụ lợi. Chúng ta không nên kết án người khác để chính mình không bị kết án. Đừng kết án họ, bởi có thể chúng ta cũng sẽ hành xử như thế, trong hoàn cảnh tương tự. Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình một tim và đừng quên để lại bình luận cho mình biết với nhé. Nhà giả kim và những trích dẫn hay nhất sẽ thay đổi cuộc đời bạn. Các bạn hãy cùng mình xem nhé. Bí mật của cuộc sống chính là ngã 7 lần và đứng dậy 8 lần. Khi chúng ta nỗ lực để trở nên tốt đẹp hơn, mọi thứ xung quanh chúng ta cũng sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Những thứ xảy ra một lần sẽ không lặp lại lần nữa, nhưng những thứ xảy ra lần thứ hai chắc chắn sẽ có lần thứ ba. Chỉ có một lý do khiến giấc mơ không thể trở thành sự thật, đó là nỗi sợ thất bại. Khi bạn khao khát một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được điều đó. Nếu bạn chinh phục được chính mình, bạn có thể chinh phục được cả thế giới. Hãy tự nhủ với trái tim mình rằng nỗi sợ đau khổ còn tồi tệ hơn cả đau khổ, nhưng không có trái tim nào lại đau khổ khi lên đường tìm kiếm ước mơ của nó. Những thứ vào miệng con người không độc hại xấu xa, độc hại là những thứ từ miệng họ tuôn ra. Đừng quên rằng trái tim cậu ở đâu thì kho báu cũng ở đó. Hãy tha thứ, nhưng đừng cố quên, nếu không bạn sẽ bị tổn thương một lần nữa. Tha thứ sẽ thay đổi thế giới quan, lãng quên sẽ mất đi bài học. Sẽ có một ngày bạn thức dậy và thấy chẳng còn chút thời gian nào để làm những gì mình muốn. Vậy nên, hãy làm nó ngay bây giờ. Không ai trong chúng ta biết điều gì sẽ xảy ra, ngay cả trong giây phút tiếp theo, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục tiến lên, bởi vì chúng ta tin tưởng, bởi vì chúng ta có đức tin. Có những khoảnh khắc khi rắc rối bước vào cuộc sống và chúng ta không thể tránh né, nhưng chúng đến là có một lý do. Chỉ khi vượt qua được chúng, ta mới hiểu tại sao mình lại có mặt ở đó. Đóng vài cánh cửa ngày hôm nay không phải vì niềm tự hào, vì không có khả năng hay kiêu ngạo, mà đơn giản chỉ vì chúng không dẫn bạn đến nơi nào cả. Mỗi người dường như đều biết rất rõ ràng về cách người khác nên sống ra sao, nhưng lại không biết gì về chính con đường của mình. Bạn có hai sự lựa chọn: hoặc kiểm soát tâm trí của bản thân, hoặc để tâm trí kiểm soát chính mình.
Người tốt thường chẳng khéo miệng, kẻ xấu lại giỏi nói lời hay. Những câu nói sau đây sẽ giúp bạn hiểu lẽ đời hơn đấy. Vẽ người vẽ mặt, khó vẽ xương. Biết người biết mặt khó biết lòng. Chân thành quá mức là một cái tội. Tin người quá vội là một cái ngu. Trên đời này khó đoán nhất là tâm tư của người khác, khó điều khiển nhất là tình cảm của chính mình, và khó giữ nhất là lòng người đã đổi thay. Người thật thà thường chẳng biết khóe miệng, kẻ giả tạo lại biết toàn điều hay. Điều khó thay đổi nhất chính là sự đổi thay của lòng người. Đáy biển tuy sâu nhưng người đời đo được, lòng người tuy nông nhưng không ai thấu bao giờ. Vạn người quen, có mấy người là bạn, trăm loại bạn, có mấy người là thân, chục người thân có mấy người là tốt, vài người tốt liệu có được bền lâu, một người là đủ nếu có chữ chân thành. Thời gian trôi và lòng người thay đổi, có những người ra đi, để lại cho mình sự thảng thốt, sự mất mát và vết thương lòng. Sống ở đời không ai muốn mình là một người xấu, ai cũng muốn có một cuộc sống ngẩng cao đầu, sống không hổ thẹn với lòng. Thế nhưng, sự đời đôi khi chẳng như ý muốn, đôi khi người ta phải sống hai mặt để đổi lấy hai chữ bình yên. Thứ dễ thay đổi nhất là lòng người, thứ làm cho lòng người thay đổi là vật chất, tiền bạc. Sông sâu còn có kẻ dò, lòng người tuy cạn ai đo vơi đầy, thốt ra lời nói thì hay, nhưng mà lòng dạ thì đầy mưu mô. Có tiền mua được cuộc chơi, không tiền mua được cách chơi bạn bè. Giàu chưa chắc đã sang, nghèo chưa chắc đã hèn, tất cả còn tùy thuộc vào nhân cách con người. Chơi với người tốt như vào hàng hoa, khi đi ra hương thơm còn vương vấn. Chơi với người xấu như vào hàng cá, quen tanh rồi, chẳng biết mình tanh. Người ta nói, con ong độc nhất ở cái đuôi, còn đàn bà độc nhất là ở tấm lòng. Không sai đâu, hãy nghĩ kỹ đi, nếu bạn không chọc phá con ong, nó sẽ chẳng chích. Cũng như đàn bà, nếu không đẩy họ vào đường cùng, họ sẽ không bao giờ thâm độc. 9 bài học cuộc sống hay và ý nghĩa, bạn nên ghi nhớ nhé. Trên đời này, không có ai mất đi một ai mà không sống được cả. Đừng sống mãi trong quá khứ, bởi bạn còn có hiện tại để trân trọng và tương lai để hướng về. Mọi sự so sánh giữa người với người đều là khập khiễng, bởi mỗi chúng ta có một quan niệm, một mục tiêu, một thái độ sống riêng. Sống thế nào miễn cho mình thấy vui vẻ và hạnh phúc, vậy là đủ. Ganh ghét, thù hằn không làm bạn tốt đẹp hơn mà chỉ mang đến cho bạn những cảm xúc tiêu cực. Chính vì thế, hãy cứ vị tha và bao dung nếu bạn có thể. Thẳng thắn cũng phải tùy trường hợp, nên nhớ, lời nói một khi đã thốt ra rồi, sẽ không thu lại được nữa. Mọi tình cảm dù là tình yêu hay tình bạn đều dựa trên quan hệ công bằng. Nếu chỉ có một bên níu giữ, vun vén, thì mối quan hệ ấy rồi sẽ chẳng đi đến đâu cả. Đừng vì một chút quan tâm mà quá ảo tưởng, cái giá phải trả thực sự rất đắt. Hãy yêu bản thân mình, vì chỉ khi bạn biết yêu bản thân thì bạn mới có thể yêu người khác. Trên đời này chẳng có ai kiên nhẫn với bạn ngoại trừ gia đình, thế nên đừng đặt bất kỳ kỳ vọng về ai quá nhiều cả, đau lắm đấy. Hãy đối xử với người khác như cách mà bạn muốn người khác đối xử với mình. 9 nỗi sợ hãi bạn cần phải thay đổi ngay nếu không muốn tự hại mình, các bạn nên xem nhé. Sợ sự chỉ trích của mọi người, bạn nên làm theo những gì bạn cho là đúng, thực hiện ước mơ của mình để chứng minh cho mọi người thấy sự lựa chọn của bạn là đúng.
Sợ nghèo đói và thiếu thốn. Sợ nghèo, sợ thiếu thốn chính là một trong những yếu tố khiến bạn không bao giờ thực hiện được ước mơ của mình. Sợ tuổi tác, hãy nhớ rằng con người ta hơn nhau ở cái trí chứ chẳng phải cái tuổi. Sợ thất bại, hầu hết, mọi người đều sợ thất bại trước khi có được thành công. Vậy nên, hãy mạnh dạn làm những điều bạn cho là đúng. Sợ làm mất lòng người khác, bận tâm quá nhiều tới suy nghĩ của người khác về mình là việc làm tốn thời gian và năng lượng. Thay vào đó, hãy hài lòng với những điều mình làm và đừng để quan điểm người khác làm mất niềm vui đó. Sợ sự khác biệt, muốn khẳng định bản thân, nhiều khi bạn sẽ phải đi theo hướng khác biệt với mọi người. Điều quan trọng là bạn phải tin vào linh cảm và khả năng của bản thân. Hãy thử một lần ngu ngốc, làm theo điều bạn muốn. Sống với quá khứ, cuộc sống hiện tại đừng để quá khứ chi phối. Hãy để mọi thứ đi qua theo cái cách bình thường nhất. Tương lai mới là thứ chúng ta cần phải hướng tới. Sợ mất tự do. Không ai có quyền lấy đi sự tự do của bạn, nhưng bạn cũng không thể làm mọi cách để đổi lấy sự tự do đó. Đôi khi, những thứ nằm trong khuôn khổ sẽ giúp bạn sống khoa học và hiệu quả hơn. Sợ chết. Sinh lão bệnh tử là điều mà ai cũng phải trải qua. Hãy cứ sống như chưa từng được sống. Hãy cứ làm những việc mà mình mong muốn. Chết không đáng sợ, mà đáng sợ là chưa làm được gì để rồi chết. Cuộc sống sẽ thoải mái hơn nếu bạn chấp nhận những điều này. Các bạn nên xem một lần nhé. Bạn không thể kiểm soát hết mọi thứ đâu. Tập quen với điều đó thôi. Đời không như là mơ, tất nhiên, đời càng không giống những điều mộng mơ. Nếu mọi thứ đang hoàn hảo, thì chỉ là những điều vớ vẩn đến tệ hại, chưa thật sự diễn ra thôi. Ngoài kia, luôn có rất nhiều người sở hữu một cuộc sống tốt đẹp hơn bạn. Thay vì mong chờ những thứ bạn nghĩ là nên xảy ra, hãy đơn giản hơn là chấp nhận với những điều đang diễn ra trong cuộc sống thôi nào. Hãy nhớ rằng, bạn chỉ có thể làm được một vài điều nhất định thôi. Hôm nay, bạn phạm phải sai lầm. Đừng lo, ngày mai nhất định bạn sẽ lại sai lầm. Làm tất cả mọi người vui lòng là một nhiệm vụ hoàn toàn bất khả thi. Khi mọi thứ ngày càng nằm ngoài kiểm soát của bạn, rồi đứng yên đó và để nó xảy ra đi. Bạn không thể đập vỡ một cái đĩa mà mong rằng có thể kiểm soát được nơi các mảnh vỡ sẽ rơi xuống. Đặt cho mình một vài mục tiêu thật tốt đẹp, rồi bỏ quên nó đi. Những câu nói hay tạo động lực giúp bạn lấy lại niềm tin trong cuộc sống. Các bạn nên xem nhé. Nếu như bạn bị rớt lại phía sau, hãy chạy nhanh hơn. Không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ đầu hàng. Hãy chống lại nghịch cảnh. Con người ta sinh ra là để được là chính mình. Vì vậy, đừng bao giờ cố che giấu hay thay đổi bản thân vì bất cứ ai. Hãy cứ tự tin và cho cả thế giới biết bạn thực sự là ai. Đó mới là vai diễn định mệnh của bạn. Dù không muốn mình lớn lên nhưng bạn vẫn phải trưởng thành, vì vậy hãy mạnh mẽ mà trưởng thành. Khi mọi thứ dường như chống lại bạn, hãy nhớ rằng máy bay chỉ có thể cất cánh khi chống lại gió, không phải thuận theo nó. Không bao giờ cúi đầu, không bao giờ bỏ cuộc hay chỉ ngồi than thở, hãy tìm một cách khác và đừng cầu nguyện khi trời mưa nếu bạn không cầu nguyện khi trời nắng. Sẽ không bao giờ có bế tắc thật sự khi trong bạn có niềm tin. Chỉ cần có niềm tin, bạn sẽ có hy vọng, sẽ tìm thấy con đường để bước tiếp. Nếu bạn không thích điều gì đó, hãy thay đổi nó.
Nếu bạn không thể thay đổi nó, hãy thay đổi cách suy nghĩ của bạn về nó. Cuộc sống luôn có nhiều việc xảy ra không như ý. Chúng ta không thể né tránh, điều duy nhất bạn có thể làm là thay đổi góc nhìn về nó. Vinh quang không phải là không bao giờ thất bại, mà là cách chúng ta đứng dậy sau mỗi lần gục ngã. Sức mạnh không được tạo ra từ những thứ bạn có thể làm, nó được tạo ra từ nỗ lực vượt qua những thứ bạn nghĩ mình không thể vượt qua. Trở ngại không thể cản bạn lại được. Nếu bạn va phải tường, đừng quay đi và bỏ cuộc, hãy tìm cách trèo lên, phá vỡ hay bước vòng qua nó. Tất cả chúng ta đều có cuộc đời riêng để theo đuổi, giấc mơ riêng để dệt nên. Và tất cả chúng ta đều có sức mạnh để biến mơ ước trở thành hiện thực, miễn là chúng ta giữ vững niềm tin. Khi nào bạn chấp nhận được 7 sự thật này, khi đó bạn sẽ trưởng thành. Không ai có thể cứu rỗi cuộc đời bạn, trừ bạn. Phép màu không phải lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc, và những vấn đề chẳng thể giải quyết chỉ bằng một cây đũa thần. Hành động của bạn định nghĩa con người bạn, chứ không phải suy nghĩ của bạn. Biết suy nghĩ, lên kế hoạch trước là việc tốt, thế nhưng mọi thứ sẽ là vô ích nếu kế hoạch đó không đi kèm với hành động thực tế. Chẳng ai bận đến nỗi không thể trả lời bạn cả. Con người sẽ luôn tìm cách xoay sở để có thời gian dành cho những người họ quan tâm, những việc họ muốn làm. Mọi người đều đặt lợi ích của mình lên trên hết. Phần lớn mọi người thường cố gắng kiếm trác từ bạn càng nhiều càng tốt. Vậy nên, hãy thử thiết lập giới hạn cho riêng mình. Những người mạnh mẽ không sợ phải nói không, lúc cần thiết. Bạn không thể làm hài lòng tất cả. Giám khảo cuộc đời duy nhất bạn cần và nên làm hài lòng chỉ có chính bản thân bạn mà thôi. Thế giới không nợ bạn điều gì. Thay vì ngồi buồn bã cả đời với suy nghĩ đáng ra mình nên được nhiều hơn thế, hãy tự đứng lên và giành lấy những gì bạn muốn để chứng minh cho thế giới thấy. Bạn toàn tự lấy cớ cho mình. Thôi kiếm cớ cho việc sống không ra hồn của mình đi. Người thành công sẽ chẳng bao giờ chùn bước. Những câu nói hay, tạo động lực, giúp bạn lấy lại niềm tin trong cuộc sống. Các bạn nên xem nhé. Nếu như bạn bị rớt lại phía sau, hãy chạy nhanh hơn. Không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ đầu hàng. Hãy chống lại nghịch cảnh. Con người ta sinh ra là để được là chính mình. Vì vậy, đừng bao giờ cố che giấu hay thay đổi bản thân vì bất cứ ai. Hãy cứ tự tin và cho cả thế giới biết bạn thực sự là ai. Đó mới là vai diễn định mệnh của bạn. Dù không muốn mình lớn lên, nhưng bạn vẫn phải trưởng thành. Vì vậy, hãy mạnh mẽ mà trưởng thành. Khi mọi thứ dường như chống lại bạn, hãy nhớ rằng máy bay chỉ có thể cất cánh khi chống lại gió, không phải thuận theo nó. Không bao giờ cúi đầu, không bao giờ bỏ cuộc hay chỉ ngồi than thở. Hãy tìm một cách khác và đừng cầu nguyện khi trời mưa nếu bạn không cầu nguyện khi trời nắng. Sẽ không bao giờ có bế tắc thật sự khi trong bạn còn niềm tin. Chỉ cần có niềm tin, bạn sẽ có hy vọng, sẽ tìm thấy con đường để bước tiếp. Nếu bạn không thích điều gì đó, hãy thay đổi nó. Nếu bạn không thể thay đổi nó, hãy thay đổi cách suy nghĩ của bạn về nó. Cuộc sống luôn có nhiều việc xảy ra không như ý. Chúng ta không thể né tránh, điều duy nhất bạn có thể làm là thay đổi góc nhìn về nó. Vinh quang không phải là không bao giờ thất bại, mà là cách chúng ta đứng dậy sau mỗi lần gục ngã. Sức mạnh không được tạo ra từ những thứ bạn có thể làm, nó được tạo ra từ nỗ lực vượt qua những thứ bạn nghĩ mình không thể vượt qua. Trở ngại không thể cản bạn lại được. Nếu bạn va phải tường, đừng quay đi và bỏ cuộc, hãy tìm cách trèo lên, phá vỡ hay bước vòng qua nó.
Tất cả chúng ta đều có cuộc đời riêng để theo đuổi, giấc mơ riêng để dệt nên. Và tất cả chúng ta đều có sức mạnh để biến mơ ước trở thành hiện thực, miễn là chúng ta giữ vững niềm tin. Chạm đến trái tim với những thông điệp hay và ý nghĩa về tình yêu và cuộc đời. Các bạn hãy cùng mình xem nhé! Cô độc một mình cũng chẳng sao, chỉ cần thật lòng yêu một người, cuộc đời sẽ được cứu rỗi, dẫu rằng ta không được sánh đôi bên người ấy. Hai con người có thể ngủ cùng một giường, nhưng khi nhắm mắt, họ lại cô đơn. Tế bào cơ thể tự thay thế mỗi tháng, ngay cả chính lúc này đây, hầu hết mọi thứ anh nghĩ anh biết về em chỉ là kỷ niệm. Cậu có thể giấu đi ký ức, nhưng chẳng thể xóa nỗi lịch sử đã tạo ra nó đâu. Cái gì mua được bằng tiền thì phải bỏ tiền mua, đừng đắn đo hơn thiệt, hãy để dành tâm lực cho những cái mà tiền không mua được. Một trái tim sẽ chẳng thể kết nối với một trái tim khác chỉ bằng sự hòa hợp thông thường, thay vào đó, chúng chỉ thực sự quyện chặt vào nhau qua những nỗi đau. Có đôi khi, tôi cảm thấy mình giống như người trong coi bảo tàng vậy, một cái bảo tàng mà chẳng ai buồn ghé thăm, và tôi trong nó không vì ai cả, chỉ vì chính bản thân tôi mà thôi. Mỗi chúng ta đều mất một cái gì quý giá đối với mình, mất những khả năng, những tình cảm mà ta không bao giờ có lại, đó là một phần cuộc sống. Chúng ta có thể đầu tư rất nhiều thời gian và công sức, hòng hiểu được người khác, nhưng rốt cuộc, chúng ta tiếp cận được tới đâu cái bản chất xấu xa của con người đó. Vì sao mọi người cứ phải cô đơn thế này? Có phải trái đất sinh ra chỉ để nuôi dưỡng sự cô đơn của con người? Chúng ta là những người bạn đồng hành tuyệt vời, nhưng cuối cùng cũng chỉ là hai khối kim loại đơn độc bay theo quỹ đạo riêng của mình. Bạn sẽ sống tốt hơn, tự tin hơn, yêu đời hơn khi đọc những câu nói này. Bạn đừng bao giờ ghét những người hay đố kỵ với bạn. Hãy kính trọng những sự đố kỵ đó, vì những người ấy chính là những người nghĩ rằng bạn giỏi hơn họ. Có 6 thứ không nên. Không nên đói mới ăn, không nên khát mới uống, không nên buồn ngủ mới ngủ, không nên mệt mới nghỉ, không nên bệnh mới đi khám, không nên già rồi mới hối hận. Hạnh phúc lớn nhất, đơn giản chỉ là thời khắc hiện tại, bạn thực sự hài lòng với những gì bạn đang có. Dù vất vả, khó khăn, nhưng ta biết trân trọng và yêu thương, thì nhất định hạnh phúc sẽ mỉm cười với ta. Đừng bao giờ giao bí mật của bạn cho một ai, bởi vì tự bạn còn không giữ được, thì còn trông chờ vào ai kia chứ. Giống như hoa dại, hãy học cách sinh tồn trong mọi hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, ngay cả khi người đời cho rằng bạn không thể. Khi bạn muốn tìm một người thay đổi cuộc đời bạn, hãy nhìn vào gương. Nếu như bạn mong đợi người đời sẽ tử tế với bạn chỉ vì bạn tử tế với họ, thì cũng giống như việc bạn trông chờ một con sư tử không ăn thịt mình chỉ vì mình không ăn thịt nó. Cuộc sống vốn dĩ không công bằng, hãy học cách thích ứng đi. Đại dương mênh mông sẽ không thể đánh chìm một con tàu nếu nước không vào bên trong nó. Cũng tương tự như thế, những khó khăn sẽ không thể quật ngã bạn nếu bạn không cho phép chúng làm thế. Cuộc đời chỉ có một, vì thế, hãy làm những gì khiến bạn hạnh phúc và ở bên người khiến bạn luôn mỉm cười. Nếu kẻ khác nói xấu bạn, phán xét bạn, mặc dù họ không biết gì về bạn, đừng buồn, hãy nhớ kỹ một điều, chó sủa khi gặp người lạ. Thành công không phải đích đến cuối cùng, thất bại cũng chẳng phải vực sâu thẳm, đó chỉ là động lực để bạn vững vàng hơn trên con đường sắp bước. Không quan trọng bạn phạm bao nhiêu sai lầm, không quan trọng bạn biết đi chậm chạp đến đâu, bạn vẫn chiến thắng những kẻ không bao giờ biết đến hai từ cố gắng. Những nghịch lý tôi đã gặp và luôn đúng. Các bạn hãy cùng mình xem nhé. Bạn càng ghét một tính cách nào đó của người khác thì càng có nghĩa là bạn đang chối bỏ tính cách ấy bên trong mình. Người nào không tin được ai thì không đáng tin. Những người thường thấy bất an sẽ dễ phá hủy mối quan hệ. Bạn càng cố gây ấn tượng với ai, họ càng ít ấn tượng với bạn. Không ai thích nhây hết.
càng thất bại nhiều, càng có khả năng thành công. Thứ gì càng đáng sợ, thứ đó càng đáng làm, dĩ nhiên là trừ những thứ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và tính mạng. Càng sợ chết, càng khó tận hưởng cuộc sống. Tôi rất thích câu này, cuộc đời tỷ lệ với sự dũng cảm của mỗi người. Càng học nhiều, càng thấy mình biết ít. Bạn càng ít quan tâm đến người khác, thì cũng càng ít quan tâm đến chính mình. Càng sợ thất bại, càng dễ thất bại. Càng cố làm điều gì, điều ấy càng khó đạt. Thứ gì càng nhiều, bạn càng ít muốn có. Cách tốt nhất để ở bên ai đó là không cần phải ở bên người ấy mãi. Càng thành thật về lỗi lầm của mình, người ta càng nghĩ bạn hoàn hảo. Càng cố níu kéo ai đó kề bên, bạn càng khó giữ. Càng cố tranh cãi, càng khó thuyết phục. Càng có nhiều lựa chọn, càng khó hài lòng. Càng nghĩ rằng mình đúng, thì càng không biết gì. Thứ duy nhất chắc chắn là không điều gì là chắc chắn. Những quy tắc xã hội mà ít ai nói cho bạn biết, các bạn hãy cùng mình xem nhé. Đừng bao giờ hối tiếc những việc đã xảy ra trong quá khứ, vì tại thời điểm ấy, đó chính xác là những gì bạn muốn, và tại thời điểm hiện tại, bạn không thể làm gì để thay đổi nó. Trên đời này không có người không thể thay thế, vì vậy, chia tay rồi có thể đau khổ, nhưng đừng để bản thân mãi chìm trong cái hố đó, thật sự không đáng. Người ta có thể tự chê bai, chế giễu bản thân, nhưng bạn tuyệt đối không được phụ họa. Đừng dùng bí mật để lôi kéo bạn bè, bởi bạn không có nhiều bí mật để có thể giữ chân họ vĩnh viễn. Có nhiều chuyện rõ ràng biết đáp án rồi còn hỏi, hỏi ra cũng thêm ngượng ngùng mà thôi, vậy nên dứt khoát không hỏi làm gì. Ví dụ, cậu vẫn chưa lấy chồng à, cậu còn thất nghiệp hả? Bạn chỉ nên kể về quá trình thực hiện khi kế hoạch đã thành công, bởi chẳng ai muốn nghe thuyết giảng từ kẻ thất bại cả. Cách tốt nhất để thành công chính là làm theo những lời khuyên mà bạn dành cho người khác, bởi vì nó sáng suốt và không bị cảm xúc quấy nhiễu. Tiền bạc giải quyết 99% vấn đề, 1% còn lại là do quyền lực và địa vị xã hội quyết định. Hãy cẩn thận với những gì bạn nói, hoặc nếu cảm thấy không chắc chắn thì đừng nói, bởi vì những lời nói đó có thể được người khác mang đi rèn thành kiếm và đâm vào lưng bạn lúc nào không hay. Đối với việc tiếp nhận quà cáp từ ai đó, nên nhớ rằng mỗi món quà đều mang theo mục đích riêng, bạn đáp ứng được mục đích của người tặng thì mới nhận, còn không thì từ chối cũng chẳng mất mát gì. Thất bại giúp con người ta nhận ra điểm nào nên tiếp tục phát huy, điểm nào nên từ bỏ, không phải để bạn lao đầu vào sửa chữa điều mà bạn nên từ bỏ. Người ta cố gắng học hành, chăm chút ngoại hình để tìm gặp bạn đời xứng vai phải lứa. Bạn dựa vào đâu đòi họ yêu một người lười biếng, xấu xí, tính tình gàn dở? Tình yêu không phải như phim ngôn tình. Nếu bạn không cố gắng, đừng trách ông trời tại sao không cho bạn gặp kỳ tích. Ngoại trừ cha mẹ và chính bạn, đối với ai cũng nên cẩn trọng một chút. Bạn không biết thứ ở phía sau lưng họ là hoa hay gươm giáo đâu. Chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó. Cuộc đời còn đến mấy chục năm, chứ không phải ngõ cụt để bạn than trời trách đất. Người ta nói tình yêu quan trọng hơn tiền bạc. Vậy bạn có bao giờ thanh toán một bữa ăn tại nhà hàng bằng một cái ôm hay lời tỏ tình chưa? Chỉ những người thông minh mới thường tự nói 10 câu này mỗi ngày. Các bạn hãy cùng mình xem nhé!
Nếu không ai muốn làm, vậy mình sẽ làm. Mọi chuyện cũng chưa phải quá tệ. Mình không thể hoàn thành mọi việc trong hôm nay, nhưng ít nhất thì mình đã bắt tay vào làm. Nói ít đi, làm nhiều hơn. Những người xa lạ nghĩ gì không liên quan đến mình. Biến tức giận trở thành động lực để làm việc. Những gì tôi làm được có thể không phải hoàn hảo nhất, nhưng nó phù hợp với tôi nhất. Lần sau, mình sẽ làm tốt hơn. Chẳng ngại ngùng gì khi nói cảm ơn người khác một cách chân thành cả. Cố gắng nhiều hơn, mình cũng sẽ trở nên tốt hơn. Những câu nói hay, ý nghĩa và thiết thực nhất, bạn nên đọc một lần nhé. Sống ở đời, phải từ bi với người già, khoan dung với người mắc lỗi, cảm thông với người khó khăn, bởi lẽ trong cuộc đời sẽ có lúc bạn ở trong hoàn cảnh đó. Trên đời này có hai thứ không thể trực tiếp nhìn vào, một là mặt trời, hai là lòng người. Đừng buồn vì ai đó bỏ rơi bạn, mà hãy sống sao cho họ buồn vì đã đánh mất bạn. Khi còn trẻ người ta bán sức khỏe để kiếm tiền, lúc về già lại dốc tiền để mua sức khỏe. Thà bị ghét vì sống thật với chính mình, chứ không giả tạo, nói xạo để người khác yêu thương. Giàu hay nghèo không quan trọng, quan trọng là đừng đối xử với nhau một cách rẻ tiền là được. Nóng giận sẽ giết chết bạn từ bên trong. Vì thế, bình tĩnh chính là bài học đắt giá nhất của cuộc đời mà bạn phải học càng sớm càng tốt. Trên đời này, người đàn ông thương bạn vô điều kiện, cho đi mà không bao giờ đòi hỏi gì ở bạn, chỉ có bố bạn mà thôi. Tuổi tác không nói lên độ trưởng thành, điểm số không nói lên năng lực và những lời đồn đại không nói lên bạn là ai. Lúc khổ chẳng ai thèm nhìn, vứt lên một cái, 9.000 anh em. Muốn mua đồ mà không nhìn giá, hãy lao động mà không nhìn đồng hồ. Ngoại trừ chuyện sinh tử, còn lại mọi thứ đều có thể giải quyết được. Cố gắng có thể thành công, nhưng bỏ cuộc chắc chắn thất bại. Tốc độ thành công của bạn nhất định phải nhanh hơn tốc độ già đi của ba mẹ. Đắc nhân tâm và những bài học, trích dẫn hay, các bạn nên xem nhé. Bạn có thể có nhiều bạn hơn chỉ trong 2 tháng bằng cách quan tâm đến người khác hơn là khiến người khác quan tâm đến bạn trong 2 năm. Những thứ bạn có, bạn là ai, bạn ở đâu, hay bạn đang làm gì, không phải những điều làm nên hạnh phúc, mà là cách suy nghĩ của bạn. Bất kỳ kẻ ngốc nào cũng có thể chỉ trích, phàn nàn và lên án, và hầu hết những kẻ ngu ngốc đều như vậy. Bạn cần có tính cách và sự tự chủ để thấu hiểu và tha thứ. Đừng sợ những kẻ thù tấn công bạn, hãy cẩn thận những người nịnh hót bạn. Nói với ai đó về chính họ và họ sẽ lắng nghe bạn hàng giờ liền. Nếu bạn muốn lấy mật thì cách tốt nhất là đừng phá tổ ong. Tên là âm thanh ngọt ngào và quan trọng nhất trong bất kỳ ngôn ngữ nào. Tất cả đàn ông đều có nỗi sợ hãi, nhưng người dũng cảm dẹp bỏ nỗi sợ hãi và tiến về phía trước, đôi khi là cái chết, luôn luôn chiến thắng. Những ai có thể đặt mình vào vị trí của người khác, những ai có thể hiểu những suy tư, cảm nhận của mọi người thì không bao giờ phải lo lắng cho tương lai. Không có sự vật, hiện tượng hay hoàn cảnh tốt hay xấu, mà chính cách nghĩ của con người khiến nó xấu hay tốt. Để xua tan một nỗi buồn, cách tốt nhất là hãy mỉm cười.
Nếu chúng ta muốn có những người bạn thực sự, thì hãy nghĩ làm việc gì đó cho họ, dành cho họ thời gian, sức lực và sự quan tâm không vụ lợi. Chúng ta không nên kết án người khác để chính mình không bị kết án. Đừng kết án họ, bởi có thể chúng ta cũng sẽ hành xử như thế, trong hoàn cảnh tương tự. Nếu thấy hay các bạn hãy cho mình một tim và đừng quên để lại bình luận cho mình biết với nhé. Nhà giả kim và những trích dẫn hay nhất sẽ thay đổi cuộc đời bạn. Các bạn hãy cùng mình xem nhé. Bí mật của cuộc sống chính là ngã 7 lần và đứng dậy 8 lần. Khi chúng ta nỗ lực để trở nên tốt đẹp hơn, mọi thứ xung quanh chúng ta cũng sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Những thứ xảy ra một lần sẽ không lặp lại lần nữa, nhưng những thứ xảy ra lần thứ hai chắc chắn sẽ có lần thứ ba. Chỉ có một lý do khiến giấc mơ không thể trở thành sự thật, đó là nỗi sợ thất bại. Khi bạn khao khát một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được điều đó. Nếu bạn chinh phục được chính mình, bạn có thể chinh phục được cả thế giới. Hãy tự nhủ với trái tim mình rằng nỗi sợ đau khổ còn tồi tệ hơn cả đau khổ, nhưng không có trái tim nào lại đau khổ khi lên đường tìm kiếm ước mơ của nó. Những thứ vào miệng con người không độc hại xấu xa, độc hại là những thứ từ miệng họ tuôn ra. Đừng quên rằng trái tim cậu ở đâu thì kho báu cũng ở đó. Hãy tha thứ, nhưng đừng cố quên, nếu không bạn sẽ bị tổn thương một lần nữa. Tha thứ sẽ thay đổi thế giới quan, lãng quên sẽ mất đi bài học. Sẽ có một ngày bạn thức dậy và thấy chẳng còn chút thời gian nào để làm những gì mình muốn. Vậy nên, hãy làm nó ngay bây giờ. Không ai trong chúng ta biết điều gì sẽ xảy ra, ngay cả trong giây phút tiếp theo, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục tiến lên, bởi vì chúng ta tin tưởng, bởi vì chúng ta có đức tin. Có những khoảnh khắc khi rắc rối bước vào cuộc sống và chúng ta không thể tránh né, nhưng chúng đến là có một lý do. Chỉ khi vượt qua được chúng, ta mới hiểu tại sao mình lại có mặt ở đó. Đóng vài cánh cửa ngày hôm nay không phải vì niềm tự hào, vì không có khả năng hay kiêu ngạo, mà đơn giản chỉ vì chúng không dẫn bạn đến nơi nào cả. Mỗi người dường như đều biết rất rõ ràng về cách người khác nên sống ra sao, nhưng lại không biết gì về chính con đường của mình. Bạn có hai sự lựa chọn, hoặc kiểm soát tâm trí của bản thân, hoặc để tâm trí kiểm soát chính mình. Người tốt thường chẳng khéo miệng, kẻ xấu lại giỏi nói lời hay. Những câu nói sau đây sẽ giúp bạn hiểu lẽ đời hơn đấy. Vẽ người vẽ mặt, khó vẽ xương, biết người biết mặt khó biết lòng, chân thành quá mức là một cái tội, tin người quá vội là một cái ngu. Trên đời này khó đoán nhất là tâm tư của người khác, khó điều khiển nhất là tình cảm của chính mình, và khó giữ nhất là lòng người đã đổi thay. Người thật thà thường chẳng biết khóe miệng, kẻ giả tạo lại biết toàn điều hay. Điều khó thay đổi nhất chính là sự đổi thay của lòng người. Đáy biển tuy sâu nhưng người đời đo được, lòng người tuy nông nhưng không ai thấu bao giờ. Vạn người quen, có mấy người là bạn, trăm loại bạn, có mấy người là thân, chục người thân có mấy người là tốt, vài người tốt liệu có được bền lâu, một người là đủ nếu có chữ chân thành. Thời gian trôi và lòng người thay đổi, có những người ra đi, để lại cho mình sự thảng thốt, sự mất mát và vết thương lòng. Sống ở đời không ai muốn mình là một người xấu, ai cũng muốn có một cuộc sống ngẩng cao đầu, sống không hổ thẹn với lòng. Thế nhưng, sự đời đôi khi chẳng như ý muốn, đôi khi người ta phải sống hai mặt để đổi lấy hai chữ bình yên. Thứ dễ thay đổi nhất là lòng người. Thứ làm cho lòng người thay đổi là vật chất, tiền bạc. Sông sâu còn có kẻ dò, lòng người tuy cạn ai đo vơi đầy, thốt ra lời nói thì hay, nhưng mà lòng dạ thì đầy mưu mô. Có tiền mua được cuộc chơi, không tiền mua được cách chơi bạn bè.
giàu chưa chắc đã sang, nghèo chưa chắc đã hèn, tất cả còn tùy thuộc vào nhân cách con người. Chơi với người tốt như vào hàng hoa, khi đi xa hương thơm còn vương vấn. Chơi với người xấu như vào hàng cá, quen tanh rồi, chẳng biết mình tanh. Người ta nói, con ong độc nhất ở cái đuôi, còn đàn bà độc nhất là ở tấm lòng. Không sai đâu, hãy nghĩ kỹ đi, nếu bạn không chọc phá con ong, nó sẽ chẳng chích. Cũng như đàn bà, nếu không đẩy họ vào đường cùng, họ sẽ không bao giờ thâm độc. 9 bài học cuộc sống hay và ý nghĩa, bạn nên ghi nhớ nhé. Trên đời này, không có ai mất đi một ai mà không sống được cả. Đừng sống mãi trong quá khứ, bởi bạn còn có hiện tại để trân trọng và tương lai để hướng về. Mọi sự so sánh giữa người với người đều là khập khiễng, bởi mỗi chúng ta có một quan niệm, một mục tiêu, một thái độ sống riêng. Sống thế nào miễn cho mình thấy vui vẻ và hạnh phúc, vậy là đủ. Ganh ghét, thù hằn không làm bạn tốt đẹp hơn mà chỉ mang đến cho bạn những cảm xúc tiêu cực. Chính vì thế, hãy cứ vị tha và bao dung nếu bạn có thể. Thẳng thắn cũng phải tùy trường hợp, nên nhớ, lời nói một khi đã thốt ra rồi, sẽ không thu lại được nữa. Mọi tình cảm dù là tình yêu hay tình bạn đều dựa trên quan hệ công bằng. Nếu chỉ có một bên níu giữ, vun vén, thì mối quan hệ ấy rồi sẽ chẳng đi đến đâu cả. Đừng vì một chút quan tâm mà quá ảo tưởng, cái giá phải trả thực sự rất đắt. Hãy yêu bản thân mình, vì chỉ khi bạn biết yêu bản thân thì bạn mới có thể yêu người khác. Trên đời này chẳng có ai kiên nhẫn với bạn ngoại trừ gia đình, thế nên đừng đặt bất kỳ kỳ vọng về ai quá nhiều cả, đau lắm đấy. Hãy đối xử với người khác như cách mà bạn muốn người khác đối xử với mình. 9 nỗi sợ hãi bạn cần phải thay đổi ngay nếu không muốn tự hại mình. Các bạn nên xem nhé! Sợ sự chỉ trích của mọi người, bạn nên làm theo những gì bạn cho là đúng, thực hiện ước mơ của mình để chứng minh cho mọi người thấy sự lựa chọn của bạn là đúng. Sợ nghèo đói và thiếu thốn. Sợ nghèo, sợ thiếu thốn chính là một trong những yếu tố khiến bạn không bao giờ thực hiện được ước mơ của mình. Sợ tuổi tác. Hãy nhớ rằng con người ta hơn nhau ở cái trí chứ chẳng phải cái tuổi. Sợ thất bại. Hầu hết, mọi người đều sợ thất bại trước khi có được thành công. Vậy nên, hãy mạnh dạn làm những điều bạn cho là đúng. Sợ làm mất lòng người khác. Bận tâm quá nhiều tới suy nghĩ của người khác về mình là việc làm tốn thời gian và năng lượng. Thay vào đó, hãy hài lòng với những điều mình làm và đừng để quan điểm người khác làm mất niềm vui đó. Sợ sự khác biệt. Muốn khẳng định bản thân, nhiều khi bạn sẽ phải đi theo hướng khác biệt với mọi người. Điều quan trọng là bạn phải tin vào linh cảm và khả năng của bản thân. Hãy thử một lần ngu ngốc, làm theo điều bạn muốn. Sống với quá khứ. Cuộc sống hiện tại đừng để quá khứ chi phối. Hãy để mọi thứ đi qua theo cái cách bình thường nhất. Tương lai mới là thứ chúng ta cần phải hướng tới. Sợ mất tự do. Không ai có quyền lấy đi sự tự do của bạn, nhưng bạn cũng không thể làm mọi cách để đổi lấy sự tự do đó. Đôi khi, những thứ nằm trong khuôn khổ sẽ giúp bạn sống khoa học và hiệu quả hơn. Sợ chết. Sinh lão bệnh tử là điều mà ai cũng phải trải qua. Hãy cứ sống như chưa từng được sống. Hãy cứ làm những việc mà mình mong muốn. Chết không đáng sợ, mà đáng sợ là chưa làm được gì để rồi chết. Cuộc sống sẽ thoải mái hơn nếu bạn chấp nhận những điều này. Các bạn nên xem một lần nhé. Bạn không thể kiểm soát hết mọi thứ đâu, tập quen với điều đó thôi.
đời không như là mơ, tất nhiên, đời càng không giống những điều mộng mơ. Nếu mọi thứ đang hoàn hảo, thì chỉ là những điều vớ vẩn đến tệ hại, chưa thật sự diễn ra thôi. Ngoài kia, luôn có rất nhiều người sở hữu một cuộc sống tốt đẹp hơn bạn. Thay vì mong chờ những thứ bạn nghĩ là nên xảy ra, hãy đơn giản hơn là chấp nhận với những điều đang diễn ra trong cuộc sống thôi nào. Hãy nhớ rằng, bạn chỉ có thể làm được một vài điều nhất định thôi. Hôm nay, bạn phạm phải sai lầm. Đừng lo, ngày mai nhất định bạn sẽ lại sai lầm. Làm tất cả mọi người vui lòng là một nhiệm vụ hoàn toàn bất khả thi. Khi mọi thứ ngày càng nằm ngoài kiểm soát của bạn, rồi đứng yên đó và để nó xảy ra đi. Bạn không thể đập vỡ một cái đĩa mà mong rằng có thể kiểm soát được nơi các mảnh vỡ sẽ rơi xuống. Đặt cho mình một vài mục tiêu thật tốt đẹp, rồi bỏ quên nó đi. Những câu nói hay, tạo động lực, giúp bạn lấy lại niềm tin trong cuộc sống. Các bạn nên xem nhé! Nếu như bạn bị rớt lại phía sau, hãy chạy nhanh hơn. Không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ đầu hàng. Hãy chống lại nghịch cảnh. Con người ta sinh ra là để được là chính mình. Vì vậy, đừng bao giờ cố che giấu hay thay đổi bản thân vì bất cứ ai. Hãy cứ tự tin và cho cả thế giới biết bạn thực sự là ai. Đó mới là vai diễn định mệnh của bạn. Dù không muốn mình lớn lên nhưng bạn vẫn phải trưởng thành. Vì vậy hãy mạnh mẽ mà trưởng thành. Khi mọi thứ dường như chống lại bạn, hãy nhớ rằng máy bay chỉ có thể cất cánh khi chống lại gió, không phải thuận theo nó. Không bao giờ cúi đầu, không bao giờ bỏ cuộc hay chỉ ngồi than thở. Hãy tìm một cách khác và đừng cầu nguyện khi trời mưa nếu bạn không cầu nguyện khi trời nắng. Sẽ không bao giờ có bế tắc thật sự khi trong bạn có niềm tin. Chỉ cần có niềm tin, bạn sẽ có hy vọng, sẽ tìm thấy con đường để bước tiếp. Nếu bạn không thích điều gì đó, hãy thay đổi nó. Nếu bạn không thể thay đổi nó, hãy thay đổi cách suy nghĩ của bạn về nó. Cuộc sống luôn có nhiều việc xảy ra không như ý. Chúng ta không thể né tránh, điều duy nhất bạn có thể làm là thay đổi góc nhìn về nó. Vinh quang không phải là không bao giờ thất bại, mà là cách chúng ta đứng dậy sau mỗi lần gục ngã. Sức mạnh không được tạo ra từ những thứ bạn có thể làm, nó được tạo ra từ nỗ lực vượt qua những thứ bạn nghĩ mình không thể vượt qua. Trở ngại không thể cản bạn lại được. Nếu bạn va phải tường, đừng quay đi và bỏ cuộc, hãy tìm cách trèo lên, phá vỡ hay bước vòng qua nó. Tất cả chúng ta đều có cuộc đời riêng để theo đuổi, giấc mơ riêng để dệt nên. Và tất cả chúng ta đều có sức mạnh để biến mơ ước trở thành hiện thực, miễn là chúng ta giữ vững niềm tin. Khi nào bạn chấp nhận được 7 sự thật này, khi đó bạn sẽ trưởng thành. Không ai có thể cứu rỗi cuộc đời bạn, trừ bạn. Phép màu không phải lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc và những vấn đề chẳng thể giải quyết chỉ bằng một cây đũa thần. Hành động của bạn định nghĩa con người bạn, chứ không phải suy nghĩ của bạn. Biết suy nghĩ, lên kế hoạch trước là việc tốt, thế nhưng mọi thứ sẽ là vô ích nếu kế hoạch đó không đi kèm với hành động thực tế. Chẳng ai bận đến nỗi không thể trả lời bạn cả. Con người sẽ luôn tìm cách xoay sở để có thời gian dành cho những người họ quan tâm, những việc họ muốn làm. Mọi người đều đặt lợi ích của mình lên trên hết. Phần lớn mọi người thường cố gắng kiếm trác từ bạn càng nhiều càng tốt. Vậy nên, hãy thử thiết lập giới hạn cho riêng mình. Những người mạnh mẽ không sợ phải nói không, lúc cần thiết.
bạn không thể làm hài lòng tất cả. Giám khảo cuộc đời duy nhất bạn cần và nên làm hài lòng chỉ có chính bản thân bạn mà thôi. Thế giới không nợ bạn điều gì? Thay vì ngồi buồn bã cả đời với suy nghĩ đáng ra mình nên được nhiều hơn thế, hãy tự đứng lên và giành lấy những gì bạn muốn để chứng minh cho thế giới thấy. Bạn toàn tự lấy cớ cho mình. Thôi kiếm cớ cho việc sống không ra hồn của mình đi. Người thành công sẽ chẳng bao giờ chùn bước.